Thưa quý vị, liên quan đến vụ cháu bé 3 tuổi bị đinh ghim vào đầu, cơ quan chức năng đã làm việc với người mẹ và điều tra nghi phạm là người tình sống chung với mẹ nạn nhân. Sau điều tra sơ bộ, Công an huyện Thạch Thất bàn giao hồ sơ và nghi phạm cho Công an thành phố Hà Nội tiếp tục xử lý. Người này tên là Nguyễn Trung Huyên, 30 tuổi, trú huyện Thạch Thất, chung sống như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn với chị Nguyễn Thị Luyến, 27 tuổi. Người dân địa phương xác định chị Luyến và con gái 3 tuổi chuyển đến phòng trọ ở từ tháng 9 năm 2021. Sau đó, Nguyễn Trung Huyên chuyển về ở cùng. Quá trình chung sống, người dân thấy có những lần gia đình này xảy ra cãi vã to tiếng. Liên quan đến diễn biến vụ việc, cháu DNA, tên được viết tắt 3 tuổi, là con thứ ba của vợ chồng anh Nguyễn Hữu Trung, 38 tuổi và chị Luyến. Vợ chồng anh Trung kết hôn vào năm 2012, có 3 người con. Tuy nhiên vào năm 2021 đã ly hôn. Hai cháu đầu sinh sống với bố và ông bà nội tại thôn 2A, xã Canh Nậu, còn cháu bé 3 tuổi ở với mẹ. Trước đó, chiều 17 tháng 1, Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất tiếp nhận bé A nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu. Sau khi chụp X-quang, bác sĩ nhận thấy trên hộp sọ cháu bé có những dị vật lạ giống đinh, tổng cộng 9 cái.